Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà về món cháo sầu huyết nha cả nhà. Đây là sầu huyết của em nè. Sầu huyết em mới mua với nấm cơm nha. Em chuẩn bị nấm cơm với gừng, gừng với tỏi với hành với gia vị nêm nếm. Bây giờ em với cả nhà cùng làm món cháo sầu huyết với em. Bây giờ em sẽ gọt nấm cơm, đặng em chút em bỏ vào trong cháo. Bây giờ em sẽ bỏ cơm vô đặng lên nấu cái nhà. Cơm này em vừa nấu mới chín tới đặng lên nấu cháo. Bây giờ em sẽ xấy nó tỏi đang xào sò với nấm cơm với gừng nha cả nhà. Em xào đâu em thả vô cháo. Để em trộn lên. Này cái nhà thấy ngon không, thơm. Cả nhà cùng ăn với em nha. Mình nấu cháo sầu huyết mà mình sắc gừng bỏ vô cả nhà là ăn nó thơm, nó ngon, nó không có bị tanh nha cả nhà. Này em sẽ chấm với nước mắm. Nấm cơm
mà mình nấu cháo ăn nó ngọt lắm. Để mấy cả nhà cùng ăn nha. Nấm cơm trước khi mình nấu cháo á, mình xào ăn nấm cơm nó giòn, nó ngon với nó ngọt nữa. Này là gừng nè cả nhà. Mình ăn gừng nó ngon.